Thưa quý vị, với phương châm đối tác chiến lược, quan hệ Việt Nam-Singapore ngày càng phát triển sâu rộng và đạt được hiệu quả cao trên nhiều lĩnh vực. Singapore đứng thứ 2 trên 140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Các dự án từ quốc gia này góp mặt tại hơn 50 tỉnh thành trong cả nước. Còn tại Bắc Giang thì Singapore đứng thứ 6 về số dự án, đứng thứ 5 về số vốn đăng ký đầu tư. Thời gian gần đây, nguồn đầu tư trực tiếp từ các nhà đầu tư của quốc đảo sư tử này đã tăng lên và quy mô cũng lớn hơn. Với 14 dự án, nguồn vốn đăng ký đầu tư từ Singapore tại Bắc Giang đạt hơn 1 tỷ đô la. Riêng năm 2021, quốc đảo sư tử trở thành quốc gia dẫn đầu về số vốn đăng ký đầu tư và địa bàn. Dự án này của nhà đầu tư Singapore được chấp thuận năm trước tại khu công nghiệp Hòa Phú và đang trong giai đoạn vận hành. Với tổng vốn đăng ký 75 triệu đô la, dự án triển khai trên diện tích 17 hectare và hoàn thành chỉ tiêu sau 7 tháng triển khai. Nhiều lao động đã được tuyển dụng và có mức thu nhập ổn định ngay từ đầu. Đối với bản thân tôi mà nói thì đây là một cái cơ hội, bởi vì tôi được trải qua một cái công ty mà quy trình từ khi thành lập đến hiện tại thiết lập tương đối bài bản. Giai đoạn vừa rồi là giai đoạn dịch bệnh, công ty chúng tôi thì mới bắt đầu xây dựng. Tuy nhiên, đối với những tình huống mà phát sinh dịch bệnh căng thẳng, công ty cho công nhân nghỉ thì vẫn có những chính sách hỗ trợ cho người lao động rất là tốt. Dự án của nhà đầu tư Singapore được triển khai trong bối cảnh đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát tại Bắc Giang nhưng đã sớm hoàn thành. Điều này không chỉ cho thấy sự nỗ lực của nhà đầu tư mà còn cho thấy sự quyết tâm, niềm tin của nhà đầu tư này tại Bắc Giang. Chúng tôi đánh giá cao môi trường đầu tư của tỉnh Bắc Giang, được sự hỗ trợ đồng hành của lãnh đạo và các cơ quan mà chúng tôi đã hoàn thành giai đoạn đầu nhanh như vậy. Chúng tôi dự kiến năm nay sẽ sản xuất 21 triệu mét khối sản phẩm và xuất khẩu 150 triệu đô la. Chúng tôi rất tin tưởng và yên tâm đầu tư tại đây. Chúng tôi chắc chắn có kế hoạch tiếp tục đầu tư giai đoạn 2, giai đoạn 3 tại Bắc Giang. Tại Việt Nam hiện đang có hơn 2.800 dự án của Singapore với tổng số vốn đăng ký đạt 66 tỷ đô la. Riêng năm 2021, Singapore là nhà đầu tư số 1 với trên 10 tỷ đô la. Theo nhiều chuyên gia, nguồn vốn thu hút đầu tư từ Singapore sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Nguồn vốn từ Singapore có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giúp Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trong các lĩnh vực như là năng lượng hay là phát triển hạ tầng khu công nghiệp, mà điển hình là tiêu biểu là thành công của các khu công nghiệp Việt Nam, Singapore. Hiện nay Việt Nam và Singapore đều là thành viên của Hiệp định CPTPP và Hiệp định RCEP. Đây đều là những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Cả hai quốc gia đều đang tận dụng khai thác những lợi ích của các hiệp định. Khi quan hệ giữa hai nước được đẩy mạnh, tăng cường hợp tác cũng có nghĩa Bắc Giang có nhiều cơ hội để thu hút nguồn lực từ Singapore.